Rồi, chào các bạn. Ở trong cái clip này thì anh sẽ nói về cái extract nhé. Mình sẽ mở lên một cái project mới đi. Demo project. Thì ở cái buổi trước thì anh đã nói về cái polygroup ấy. Thì ở trong cái buổi này mình sẽ tiếp tục tận dụng cái ứng dụng của nó nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái extract. Đó. Để ở cái phần subtool này. Đó, mở cái phần subtool ra. Đó, nó ở dưới cùng này, đó là phần extract này. Thì chắc là như thế nào, bây giờ anh sẽ mở một cái project đơn giản thôi để mình sẽ tưởng tượng này, cái pre-default default project nhé. Ok, vẫn hình tròn. Bây giờ anh sẽ rồi anh muốn tách một cái bề mặt này ra, anh muốn tách một cái bề mặt này ra như này. Như thế này chẳng hạn. Giờ mình sẽ sử dụng extract. Thì cái lệnh extract này nó sẽ tác dụng, nó sẽ tác động lên cái phần bị mask lại nhá, extract này. Thì nó sẽ tự động, nó sẽ tạo thêm một cái lớp. Các bạn nhìn nhá, nó sẽ tạo thêm một cái lớp. Cái lớp này nó sẽ phủ ra phía bên ngoài. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dày này. Đó, nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dày. Ở đây là cái độ dày của nó đây. Chắc đó thì nó sẽ tăng độ dày lên, còn cái này là cái độ smooth, nó sẽ smooth đi rất là nhiều này. Còn cái này độ dày, cái này là cái độ smooth. Sau khi mình làm xong ấy, thì mình sẽ ấn vào accept. Thì trong trường hợp nếu mà bạn chưa ưng ý nhá, bạn xoay nhẹ này thì nó sẽ tự động nó mất. Khi mà bạn extract mà đã cảm thấy ok rồi thì bạn ấn accept này. Ấn Accept. Thì bạn chú ý nhìn sang phía dưới nhé, nó sẽ tự động nó tạo ra một cái subtool mới. Đó, nó sẽ tự động nó tạo ra một cái subtool mới. Rồi, bây giờ giữ Control kéo ra ngoài. Đấy, để bỏ cái vùng mask đi. Giữ Control kéo ra ngoài, bỏ vùng mask đi, bỏ solo đi. Đó, vậy là mình giờ đã có một cái object. Một cái lớp mà nó phủ ra bên ngoài. Thì đây chính là cái cách mình rất hay dùng để mình tạo lên những cái bộ giáp, rồi những cái bộ quần áo. Đây chính là cái cách mình rất hay dùng. Rồi, sau khi mình làm xong cái này rồi, đây, thì mình chỉ cần series mesh cho nó một phát. Mình chưa học đến series mesh nhỉ? Ok, thế thôi vậy. Thì đây chính là cái cách mình sử dụng này, cái extract này. Bây giờ mình sẽ ứng dụng nó vào một con nhân vật nào đấy nhá. Đây. Rồi mình sẽ chọn con khác đi. Đây, mình sẽ lại chọn lại cái con này. Bây giờ mình sẽ delete other đi. Đó, chỉ để lại mỗi cái phần thân này thôi. Đó, thì các bạn có nhớ ở cái bài trước nhá, thì anh có hướng dẫn là làm cách mask toàn bộ cái vùng polygroup này. Thì hiện tại ở đây mình đã có một cái polygroup ở đây rồi. Đó, thì ở trong cái bài này mình sẽ mask cái vùng này lại. Đấy, mình sẽ mask cái vùng này lại, mask cái vùng polygroup lại. Đấy, mask cộng với cả extract. Đó, thì nó sẽ ra được cái áo. Đó. Thì cái vùng mask này thì mình đã có sẵn từ cái polygroup ấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉ việc tận dụng cái polygroup ấy thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là những cái công cụ này nó sẽ có một sự liên kết với nhau. Đấy, nhờ có polygroup này thì mình mới dễ. Đó, nhờ polygroup này mình mới dễ chọn ra được mask. Và từ những cái mask này mình lại dễ dàng extract. Đấy, extract xong rồi mình sẽ tạo ra được cái áo. Đó, tức là nó sẽ có cái sự liên kết với nhau.
Rồi, còn cái phần quần này cũng thế, mình sẽ extract ra tạo thành quần. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ tạo ra cái áo này nhá. Control Shift ấn vào đây. Control Shift ấn vào. Giữ Control. Cái áo như này. Hoặc là giữ Control ấn ra ngoài thì nó sẽ tự động nó in, tự động nó sẽ bôi đen toàn bộ. Rồi, tiếp theo nhá là giữ Control Shift ấn ra ngoài. Để mà nó tạo thành cái vùng bôi đen như thế này. À, ở đây này nó lại bị ăn xuống dưới rồi. Thế ra là mình sẽ phải giữ Ctrl An để mình bỏ cái vùng phía dưới đi. Đó, Ctrl An để bỏ cái vùng phía dưới đi. Đó, vậy là bây giờ mình đã mask được cái vùng áo này rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh extract. Mình sẽ dùng cái lệnh y hệt như lúc nãy này. 20 này, thickness 0.02 này, xong mình sẽ extract vào lên. Đó, nó sẽ ra được đúng hình cái áo này. Nhưng mà mình thấy đang hơi dày quá thì mình để 0.005 thôi chẳng hạn. Extract vào lên. Lại hơi mỏng quá 0.01 đi. Extract. Họ như này là vừa này, sau khi ok mình sẽ accept. Ok. Rồi bây giờ giữ Ctrl kéo ra ngoài. Ấn solo. Đó, bây giờ mình đã được một cái áo rồi này. Giữ Shift F để bỏ lưới đi. Solo giữ Ctrl kéo ra ngoài để bỏ mask đi. Đấy, bây giờ mình giữ An mình ấn vào đây. Đấy, giữ An mình chọn được cái áo xong rồi smooth vào đi. Đó, thì bây giờ mình đã ra được cái áo rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đẩy 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 nhẹ lên. Đó, đây chính là cái cách mình tạo ra một cái tạo nhanh ra bằng những cái áo bó trên người. Vậy thì về cơ bản nhé là nhờ vào cái công cụ này, tất cả những cái áo bó sát lại thì mình có thể tạo ra rất là nhanh chóng nhờ cái công cụ extract này. Đấy, chỉ cần trên bộ mình chỉ cần mình có cái bay thôi, chỉ cần có một cái bay ngon nghẻ thì mình chỉ việc extract những cái vùng mask nó ra, mình sẽ dễ dàng mình sẽ tạo ra được cái bay của nó. Mình sẽ tạo ra cái quần áo của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo ra cái găng tay nhá. Đấy, Control mask xóa lại như này. Control. Đấy, nếu bị kéo nhỡ nhiều quá nhé, Control An để mà bỏ bớt đi. Control An bỏ bớt đi. Đấy, muốn thêm thì giữ Control kéo rộng ra. Đó, sau khi làm xong thì mình lại extract của nó. Đấy, dày quá thì mình giảm bớt xuống thôi, 0.005. Extract. Đó, thấy ok rồi thì accept. Rồi, giữ Ctrl kéo ra ngoài để bỏ cái vùng mask này đi. Thì khi mà mình vừa extract xong ấy, nó vẫn giữ lưu nguyên cái mask thì mình phải bỏ đi nhé. Để sau mình mới làm việc được. Rồi, giữ An chọn vào cái găng tay này. Đó, mình có thể smooth rồi đi. Đấy, đây chính là cách để mình tạo ra quần áo nhanh. Là tạo ra những phần giáp này. Bây giờ với cái phần này, rồi mình sẽ giữ Ctrl này, mình sẽ tạo phần giáp nhưng mình được bôi đen cái phần này thôi. À, ví dụ như mình muốn tạo một cái giáp tay chẳng hạn. Solo rồi sao? Mình sẽ tạo một cái vùng giáp tay và anh chỉ được bôi đen cái phần này lại. Rồi, giờ chọn lại extract. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây này. Rồi, extract. Rồi, accept. Giữ Ctrl bỏ này đi. Ấn, ấn vào đây, bỏ, bỏ đi. Kiểm tra lại xem còn mask không. Rồi, hết rồi. Đó, thế là bây giờ mình đã có được một cái áo giáp này. Đấy, có được cái phần giáp. Thì cái này là do mình tô nó hơi cái tô mask nó hơi nhem nhuốc thôi, để mình chỉnh lại cho nó gọn gàng thôi. Về sau anh sẽ chỉ thêm mấy cái cách để làm cho những cái tấm mask này nó gọn gàng, nó sạch sẽ, nó không bị lem nhem như này.
Bây giờ làm tiếp cái cái dây đai này. Chắc accept control body. Đây, đây chính là cái cách mình tạo nhanh. Sẽ kiểu như thế. Đấy, vậy là bây giờ với cả những cái quần áo nhá, thì các bạn chỉ việc chọn những cái vùng mask, lựa chọn những vùng mask rồi sử dụng extract này để tách nó ra thành những cái bộ quần áo bó sát vào người. Thì cái việc chọn mask hay không ấy, nó lại cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái polygroup như này, nó sẽ tạo ra rất là nhanh. Đấy, cái nhân ship kéo ra như này. Xong rồi bỏ cái phần chân này đi, giữ Ctrl ấn ra, giữ Ctrl ấn ra ngoài để bôi đen này, xong rồi giữ Ctrl Shift hiện hết tất cả ra, ấn ra ngoài. Đó, thì bây giờ mình lại extract, thế là mình cứ bôi đen được cái phần nào thì cái vùng đấy nó sẽ extract và được thành quần áo, rồi thành áo giáp, rồi vân vân vân. Thì áo giáp nó chỉ là dày hơn và nó như là mềm, nó mượt hơn thôi. Đó, vậy cái đấy là toàn bộ cái công dụng của cái phần extract này. Thì mình sẽ phải sử dụng rất nhiều trong cái việc tạo quần áo cho nhân vật. Đấy, tạo quần áo cho nhân vật. Đây, bây giờ làm cái ví dụ như là làm cái phần khăn quàng cổ chẳng hạn. Đấy, mình chỉ cần mask này thôi, có khi chả cần cái polygroup đâu. Mình sẽ extract cho nó dày lên một chút. 0.5 này. Ôi rồi dày quá, 0.1 extract. Không chấm không năm extract. Không chấm không ba extract. Ôi rồi khỏi set. Bỏ cái mask ra đi. Ẩn áo đi này, ẩn mấy cái đồ mình vừa làm ra đi, rồi sẽ phải làm lại rồi. Anh nhớ có cái bài của bạn nào đấy là có cái phần áo khăn quàng cổ này. Đấy, thì mình cũng mask cái vùng cổ này lại, xong extract vào lên, accept, rồi control kéo mình smooth nó lại, xong rồi mình sẽ vẽ từ đây này, BST, standard. Sẽ tạo rất là nhanh. Đấy, để cái quan trọng nhất là mình phải có được cái bay mét nó xịn để mà mình làm quần áo nó bám vào. Kiểu như này. Rồi ok, đấy là toàn bộ cái phần về extract. Để chúng ta sẽ sử dụng những cái extract này chúng ta làm quần áo và đôi khi là làm áo giáp. Ok, xin chào các bạn. Để buổi sau chúng ta sẽ học tiếp đến Dynamed. Rồi ok, xin chào các bạn.